Hi everybody, welcome to my channel. I'm Chip Game. Today I play 4 games. The first game I play is Turn-Based Horror 2. Now let's go. Ok, chúng ta sẽ lựa chọn level nha. Wow, khá là đáng sợ nha. Ok, tiếp tục. Oh my god. Mình sẽ gấp con cá này cho nó ăn nè. Tiếp tục nào. Ui. Há miệng nhá. Ok. Oh my god. Ui. Oh. Chúng ta sẽ kéo chiếc xe qua từ từ thôi nha. Đấy. ok, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I play is The Friend. Ok. Mình sẽ cho con Tom dọn cái đống rác này nha. Rồi, cho con Angela hát. Tập hát. Wow. Ê, đi đâu? Đấy, mình sẽ chơi một vài trò chơi nha. Chúng ta sẽ vẽ đường cho cái con bọ này di chuyển. Tục. Ôi ôi, hai con mà đụng nhau là thua nha các bạn. Đấy, ok, level 1 thành công. Chúng ta sẽ cho Ben đi tắm nha. Một thư giãn đầu óc. Chúng ta đi tìm cái hành tinh này nha. Đấy. Wow. Đây rồi, chúng ta thấy rồi. Ok, tiếp tục. Tìm cái con một này. Có luôn. Ok. Thank you.
luôn nè. Còn màu vàng thấy luôn nè. Rồi ok, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I play is Kick the Bucket. Chúng ta sẽ sử dụng súng nha. Tiếp theo, loại vũ khí tiếp theo mình sẽ sử dụng những quả lựu đạn nha. Đây là mưa đá nha các bạn. Ok, tiếp tục chúng ta đến vũ khí tiếp theo. Mình sẽ sử dụng cây búa Machiner nha. Hoặc cái cưa trên sau. Rồi ok, mình sẽ qua cái tựa game cuối cùng của đồ ngày hôm nay, đó chính là Granny. Ok, và đây là giao diện game của chúng ta. Đây, chúng ta sẽ vào trong nhà vệ sinh trước nha, để tìm chiếc chìa khóa. Chúng ta tìm trong mấy cái hộp tủ này. Rồi chúng ta cẩn thận nha. Ui, chúng ta thấy bà già rồi. Đây là bà Granny. Hello. Ui rồi, bà di chuyển qua đó à. Chúng ta đứng ở đây xem. Hello. Chúng ta di chuyển xuống dưới. Rồi, bạn đứng xuống ngay cầu thang này. Ha, đáng sợ nha các bạn. Oh my god. Ôi, sao xuất hiện nhanh thế nhờ. Ok, chúng ta tiếp tục quán thứ hai nha. Đấy, mình đã bị bà Granny này đánh đi cả nhắc rồi. Đây là chìa khóa xe.
Rồi ok, mình sẽ kết thúc video tại nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu clip hay đừng quên để cho một like, chia sẻ đăng kênh giúp mình nhé. Và nhấn vào chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Cảm ơn các bạn và các bạn nhớ video tiếp theo. Bye bye, see you again.